hoan chào đón toàn thể quý vị đang đến với chương trình Ca sĩ Bí ẩn. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 20:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng chào đón đội chủ nhà rất là dễ thương, rất quen thuộc, đó là diễn viên Khả Như và ca sĩ Chí Thiện. Quý vị khán giả. Chào quý vị khán giả ạ. Chào anh Cường. Chào anh Cường. Ngày hôm nay thì Cường rất là muốn hỏi Khả Như và Chí Thiện điều này nè. Tham gia chương trình Ca sĩ Bí ẩn cũng nhiều rồi. Dạ. Thắng cũng có mà thua là nhiều ha. Dạ. Có thắng cũng có mà thua cũng có. Thắng cũng có mà thua cũng có. Vậy thì cái điều gì hấp dẫn ở Ca sĩ Bí ẩn mà các em cảm thấy là thích nhất? Với cái mùa mới này á thì em thấy nó rất nhiều điều hấp dẫn, có nhiều bất ngờ hơn. Yeah. Và nó có mang tính giải trí nhiều hơn, làm cho khán giả ở nhà sẽ cùng tham gia và cùng đoán xem là không biết đội đó sẽ chọn ai. Anh Thiện nói đúng nha, khi có nghĩa là chương trình này hay ở một chỗ đó là khi mà quý vị khán giả xem, họ sẽ có cảm giác họ cũng đoán y chang mình luôn. Yeah. Họ cũng chơi y chang mình luôn. Dạ, yeah, cái phần đấu trí đó vô cùng căng thẳng đúng không? Nó tạo nên cái sự hấp dẫn kịch tính cho chương trình. Yeah. Và những vị khách mời thì rất là dễ thương, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ. Đẹp trai không anh? Tại vì để cho bé bạn Như. Mà mỗi lần gặp người đẹp trai là Như sẽ nhiều khi gia đình của em nó không còn êm ấm nữa, hiểu không? Em gặp người đẹp trai tự nhiên. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai vị khách mời rất là đẹp trai luôn. Wow. Nghe quen không? Nghe quen không? Chắc nhát không? Không. Không phải bạn. Ủa, khoan tự. Không. Chẳng biết đã bao lâu rồi mình không có ai. Chẳng biết đã bao đêm về lòng ta nao đề. Tại ngày tháng xa cách nên giờ em đổi thay, hay là do duyên số ta vậy thôi. Nhiều lúc cô đơn khóc thầm chỉ vì nhớ em. Nhiều lúc vẫn nuôi hy vọng ngày sau xuống vậy. Đoạn không chung lối nên tình yêu rẽ đôi. Ôi còn đâu giấc mơ ngày xưa đó. Có phải anh đang mơ về ai? Có phải trắng tim em nhạt phai? Nỡ vô tình đến thế sao? Cười hơi tình chúng ta còn đâu thiết tha. Anh ngâm ngùi từng ngày xót xa khi mà em đã nói mơ vậy thôi, hay là ta đang lo sợ thôi. Tháng năm dài sẽ khiến em dần quên. Ta xa nhau lòng anh quặn đau, anh đau ngờ một ngày đắng cay. Hay là do chúng ta chưa vì nhau. Hay quá. Cường nói anh chàng đẹp trai là tại vì anh Châu Gia Kiệt có một bài rất là nổi tiếng. Dạ, đúng và rồi. Một bài là thương hiệu của anh Châu Gia Kiệt luôn, đó là Anh Chàng Đẹp Trai. Sau đó cái bài hát này thì cũng may mắn thôi, năm 2001 được mời vào cái chương trình Giai Điệu Tình Yêu và Bài Tặng Trái Tim. Thì trong vòng có khoảng chừng 3 ngày thôi viết tên cái bài này và được vào chương trình đó thì được hot cái bài đó luôn. Dạ, nhưng mà cái bài này thật sự luôn là sáng tác cái bài này ra để là để hát, để nói về Vũ Mạnh Cường với Chí Thiện đó. Hay quá rồi. Em biết anh nói dối nhưng em rất vui. Anh em mở màn hát một bài hát mà cách đây khoảng hơn 10 năm rồi, nên là hôm nay mới có dịp được hội ngộ trên sân khấu này. Ca khúc gì rồi? Đây là ca khúc Cuộc Tình Không Trọn Vẹn. Năm 2012 thì Cường viết bài hát này cho Kiệt. Ca khúc này hot lắm. Mãi đến gần sau này, gần đây nhất thì ca khúc này lại hot lại nữa. Anh Kiệt cảm ơn Cường đã giao bài hát này cho anh Kiệt. Nên là hôm nay hai anh em mới có sự hợp tác lần đầu mà hát nó bị run. Dạ, xin mời hai đội chơi về vị trí của mình ạ. Ca sĩ Bí ẩn mùa 6 quay trở lại với những sự đổi mới. Ngoài việc tìm ra ai là ca sĩ thật giữa lớp mặt nạ và giữ đến cuối chương trình, các khách mời còn tham gia vào thử thách đấu trí cực điểm đầy kịch tính. Mỗi đội có 10.000 điểm ở mỗi vòng. Nếu chọn nhầm ca sĩ thật, đội đó sẽ bị trừ 2.000 điểm.
Ở vòng đầu tiên, một nam ca sĩ và một nữ ca sĩ bí ẩn sẽ bị loại. Chúng ta sẽ cùng biết ngay sau đây. Sen ông nàng mang tới cho không gian chút nắng chưa tràn. Từng ngày dài vẫn mãi chưa ngồi ngoài u kín những vết dài mơ anh ban mai. Cho tôi mang những tiếng hát say mê đêm yêu thương cho bao nhiêu cuộc đời. Nơi đây bên tôi cũng hát vang lên ở la la la. Cho mẹ mang theo nhiều con cao quên đi hôm qua mây lên ồn ào. Hãy đến với tôi đón chào ngày mới. Ngày mai có bao nhiêu niềm vui. Bao nhiêu chờ đón từng đàn chim bay về tìm nơi này bình yên. Ngày mai hãy cho tôi ngủ quên ngắm trọn vẹn bình minh ngập tràn sức sống nụ cười trên môi đẹp xinh. Ngày mai đến bên tôi gần hơn biết bao nhiêu niềm vui đợi chờ ánh nắng ngập tràn lung linh đẹp xinh. Và hãy hát say sưa cùng tôi những yêu thương đầy vơi ghi chặt đôi tay và thời gian như ngừng trôi như giấc mơ. Đó là 6 ca sĩ bí ẩn trong chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì hai đội sẽ đưa ra nhận xét cũng như là chia sẻ cảm nhận của mình ạ. Bằng Cường và anh Kiệt, theo như quan sát gọi là kinh nghiệm lâu năm thì chưa đoạt được ra ai. Rồi bây giờ anh đã có phân vân ai không phải là ca sĩ hay không? Là anh phân vân là giữa bạn số 1 và số 4. Cái bạn số 4, cái khẩu hình hát rất là đẹp,
nhưng mà thực sự là bận che luôn cái miệng luôn. Anh Nhi Nhi là bạn số 4 là ca sĩ đấy mà. Sợ là che cho mình nhận ra đó anh. Cố tình sẽ lừa anh. Em xin chia sẻ thêm thông tin một chút xíu. Các anh phải chọn như thế nào đó, phải đưa ra một chiến thuật như thế nào cho đội đối thủ không biết. Còn nếu như đội đối thủ biết, có thể là người ta sẽ loại luôn ca sĩ đó của anh luôn. Là tới cuối chương trình anh không còn ca sĩ nữa. Hai anh bớt chân thành nữa. Em khi mà em nhìn 6 cái nhân vật này á, cái điều quan trọng là cái bài vừa rồi là một cái bài rất là bốc. 6 nhân vật này không động đậy nhiều, chứng tỏ là người quen trên sân khấu rất nhiều. Số 1 đi. Trời, giống cái bạn bất chồng của Quỳnh Mến là cũng là một dancer. Nhưng mà sau khi quan sát một chút xíu thì không phải bạn đó. Bạn số 2. Thở đi bạn, đừng có thích thở. Bạn số 2 là cái bạn từ đầu khi mà nhạc chưa vô á, vũ đàn trước nhảy á, là bạn đã theo nhịp rồi. Và cái này, cái điệu bộ này tôi nghi nghi á, là giống như ca sĩ Nguyễn Đình Vũ. Tới bạn số 3 thì là với cái bài này không phù hợp với bạn ấy. Nhảy rất đáng yêu, chậm hơn người ta nửa nhịp nhưng mà vẫn ráng luôn. Bạn số 4 á, thì hình như là bạn đoán được Như nhận ra bạn nên bạn có vẻ rất là lắm la lắm lét. Và bây giờ bạn bất động luôn rồi. Còn bạn số 5 thì bây giờ em dễ thương thì tôi giữ em. Dòng sau hứa có diễn tốt không tôi giữ lại. Như bây giờ số 5 là nhỏ bạn thân. Còn bạn số 6 thì em đang tình nghi một cái nhân vật cũng khá là thú vị. Dạ, và em cũng xin chia sẻ thêm thông tin cho anh Bằng Cường và anh Châu Gia Kiệt. Nghe Khả Như và Chí Thiện nói các anh ngồi như đúng rồi đúng không? Nhưng mà không biết gì đâu, đa số là phán đoán sai không à. Đang ăn lừa anh với lại Bằng Cường đúng không? Dạ nhiều khi đó, đó anh ơi. Đấu trí đó. Anh ơi, nhiều khi tụi em hay là muốn lừa đâu, tụi em thiệt tình á. Tụi em hai anh ra em dễ mình rồi. Bây giờ phải cẩn thận nha, cẩn thận củ lửa nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần cược khởi điểm, xin mời. Cược khởi điểm của đội chủ nhà. Còn đây là cược khởi điểm của đội khách mời. Nhạc giật hết cả mình. Còn giờ thì chúng ta sẽ chọn ca sĩ bí ẩn mà hai đội nghĩ rằng đó không phải là ca sĩ để loại. Và chắc là xin mời đội chủ nhà. Em với Như sẽ quyết định chọn. Bạn nam số 2. Ca sĩ bí ẩn số 2 và được khách mời sẽ chọn. Nào mà loại tự nhiên trong lòng nó có kiểu gì ấy. Không, không phải cuộc thi tài năng đâu anh. Họ xuất hiện để lừa mình mà. Cuộc chơi mà mình lội người nào thì nhiều khi mình cũng cảm thấy mình thấy thấy mình buồn buồn em ha. Đúng rồi. Nhưng mà phải lội cũng phải cuộc chơi mà cũng phải lội thôi. Số 3, số 4, số 5, số 6. Chỉ đứng im một chỗ nên là mình cũng không biết được có phải ca sĩ không. Ghi mà cái miệng luôn á, khẩu hình luôn á. Rồi ok, hai anh em mình quyết định. Quyết định số 4, quyết định số 4. Dạ. Như vậy là đội khách mời đã chọn ca sĩ bí ẩn số 4. Rung rinh người liền, rung rinh người liền. Nhỏ bạn thân, nhỏ bạn thân. Và chúc mừng 4 ca sĩ còn lại ạ. Cảm ơn các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần lật mặt của ca sĩ bí ẩn số 4. Chợt em nói với anh say quyết bài, đứng từ xa bạn trai của em đang phải lại. Cũng chẳng biết khi nào đã bất chấp ra sao, để trái tim anh dù cô đơn vẫn
vươn sóng trào. Chẳng biết cách nuông chiều, chẳng làm sao để hiểu tình cách em yêu. Để được em yêu anh thiếu quá nhiều. Nếu mai có xa rời, thật tâm em chỉ mong anh lắng nghe lời. Là anh tình yêu trao em chưa một lần thay đổi. Chẳng bao giờ dài khờ yêu anh mà có thể thấy được mình đã sai. Quay đi quay lại cũng chẳng thương ai ngoài cô ấy cả. Nhiều lần em cạnh người em yêu mà anh vẫn giả như chưa từng xem. Dù phía sau bao lần cơn đau vẫn giấu nhẹ. Không một ai mà lại mong muốn yêu thương mình trao. Chẳng ai đón chào được em thương lại dù một chút thôi cũng lớn lao. Sợ em biết em sẽ xa cách anh để giữ em với ai yên lành. Anh lại tìm mọi cách giấu em. Chẳng làm sao để hiểu tình cách em nhiều. Để được em yêu anh thiếu quá nhiều. Nếu mai có xa rời, thật tâm anh chỉ mong em lắng nghe lời. Là anh tình yêu trao em chưa một lần thay đổi. Chẳng bao giờ dài khờ yêu ai mà có thể thấy được mình đã sai. Quay đi quay lại cũng chẳng thương ai ngoài cô ấy cả. Nhiều lần em cạnh người em yêu mà anh vẫn giả như chưa từng xem. Dù phía sau bao lần cơn đau anh giấu nhẹ. Không một ai mà lại mong muốn yêu thương mình trao. Chẳng ai đón chào được em thương lại dù một chút thôi cũng lớn lao. Sợ em biết anh sẽ xa cách anh để giữ em với ai yên lành. Anh lại dài khờ yêu ai mà có thể thấy được mình đã sai. Sợ em biết em sẽ xa cách anh để giữ em với ai yên lành. Anh lại tìm mọi cách giấu em. Anh lại tìm đây là ca sĩ Bí Ẩn số 2. Bài hay quá. Bài hay mà bạn hát cũng hay nữa ha. Tình cảm. Và bạn hát cũng rất là cảm xúc. Em cũng từng hát bài này, em rất là thích bài này. Ở anh cũng từng hát bài này. Dạ. Tôi thì Cường đã gặp bạn này rồi. Ở trong một chương trình rất là nhiều cảm xúc. Bạn là trẻ mồ côi. Và bạn được nhận về nuôi trong một gia đình. Và khi mà bắt đầu đến vào lứa tuổi mà gọi là tuổi vị thành niên, lúc đó mình dậy thì đó, thì gia đình mà nhận nuôi bạn bỏ bạn. Và bạn tiếp tục loay hoay. Và tới thời điểm này thì bạn đã có những thành công. Nhưng mà đó là nỗ lực vô cùng lớn đến từ bạn.
Và bây giờ anh thấy cái nụ cười của em á thì anh biết chắc rằng cuộc sống của em đã tốt hơn rất là nhiều và em cũng đang hạnh phúc, và anh chúc em sẽ luôn như vậy nhé. Dạ, lời đầu tiên thì em xin phép chào bốn anh chị nghệ sĩ ạ. Dạ, em tên là Trần Văn Thảo ạ. Và công việc chính của em thì là nhân viên văn phòng. Nhân viên văn phòng, hên quá. Trời ơi em ơi, cho dù em có tình cảm cỡ nào, em có cuốn hút gì cỡ nào mà em nói em là ca sĩ chắc chị quỳ ở đây. Đội chủ nhà của chúng ta vẫn giữ được trọn vẹn là 10.000 điểm ha. Chúc mừng đội chủ nhà. Cảm ơn em đã mang đến niềm vui cho anh chị. Cảm ơn em, anh Trường. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần lật mặt của ca sĩ bí ẩn số 4. Thời gian trở về với tuổi thơ, lòng nhưng ngoài mưa lắm em buồn lầy. Khi xưa trẻ con nào đâu có biết yêu, vô tư chạy theo lũ bạn thật hiền. Từng chiều dòng trôi tháng ngày, vui vơ câu ca em đâu nghĩ gì. Một ngày đẹp trời nắng đã lên cao, đôi ta bên nhau biết yêu khi nào.
Trời đất ơi. Ui, đâu vậy? Em cất cái bất ngờ đi. Em có thấy cái gì ở dưới không? Có thấy hình của em. Ừ. Anh nhờ mọi người cầm để cho em vui đấy, chứ không phải fan đâu. Ê, có fan. Dạ. Có fan, trời ơi, idol của tôi mọi người ơi. Anh ơi, anh cho em thả thính nốt một câu được không anh? Ok rồi. Em biết tại sao anh làm như vậy không? Sao vậy? Bởi vì trong thế giới anh chỉ có hình bóng của em thôi. Dạ, em xin chào các anh chị ạ. Xin chào hai đội ban giám khảo, xin chào tất cả các bạn đang có mặt ở trường quay và những quý vị khán giả đang xem đài ạ. Em chào anh MC đó ạ. Trước tiên thì cho em giới thiệu là em là Mai Kim Liên. Công việc hiện tại của em là sáng tạo nội dung trên mạng xã hội ạ. Và ngày hôm nay em đến đây là với một cái niềm đam mê ca hát rất là lớn ạ. Thì lúc đầu em cũng nghĩ là em sẽ vô được cái dòng gọi là ca sĩ, mà ai ngờ rớt từ dòng đầu tiên thì cũng hơi hụt hẫng ạ. Dạ. Nhưng mà lúc mà em ra em có sợ là chị nhận ra em không? Em có sợ mọi người nhận ra em? Bằng Cường với anh Kiệt không nhận ra. Tại vì chương trình che hết cái mặt không nhận luôn. Ra luôn. Để em mặc nguyên cái mặt nạ em che luôn cái miệng người kia rồi. Che hết không nhận ra. Hai anh không nhận có thấy ra luôn. Bạn này trên mạng xã hội rồi đúng không ạ? Có làm việc rất là duyên dáng. À khoan, anh Cường đã làm việc rồi. Đây. Mà không nhận ra. Trời đất ơi. Mà anh nghe nè Hải ơi, tại sao người ta mời Liên mà Liên Quan vậy em mà em đi theo? Mấy khi Liên được lên TV ấy chị, em đến cổ vũ tinh thần. Nhưng mà chị thấy em rất là kiểu mà hám phim. Không có phải hám phim, là Mai Kim Liên ở đâu là phải có Hải Vốt ở đó. Dạ không, em phải nói như vậy, tại vì khi mà Hải Vốt đi làm chương trình không có Liên. Chương trình nào có Liên là có Hải, có tức chưa? Cho em xin giải thích được không chị? Nói đi. Có nghĩa là khi mà em đi chương trình ấy thì Liên phải bận đi tập gym, tập thể dục. Đúng rồi. Bình thường là hay đi tham gia game show, nhưng mà kiểu như là tham gia khách mời trả lời câu hỏi thôi. Nhưng mà ngày hôm nay là được tham gia theo cái dạng là làm ca sĩ thể hiện. Đúng rồi chị ạ. Hy vọng là sau chương trình này cũng ấy một tí, cũng được biết một tí. Không, và anh thấy giọng của bạn Liên hay đấy chứ. Dạ. Thì nó có cái độ rền và nó có sự đặc biệt ở trong đó. Dạ, cảm ơn anh. Liên với Hải, chị nói nè, chị chúc phúc cho hai đứa em, chị nhìn hai đứa xứng đôi lắm. Đừng bao giờ buông tay nhau ra để ai đó bắt phải tụi em nha. Cảm ơn chị. Rồi. Rồi. Mai Kim Liên, bạn đến đây với vai trò là gì? Em xác nhận luôn là em là một người rất là đam mê ca hát. Con người em sinh ra là em cảm giác em dành cho âm nhạc. Ngày hôm nay em đến đây với vai trò sáng tạo nội dung ạ. À, mặc dù là Mai Kim Liên hơi buồn xíu, hơi tổn thương xíu, nhưng không sao á. Không buồn nhiều anh. Buồn nhiều anh. Em cảm ơn các anh chị, em chào anh chị. Cảm ơn các chị, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Nắm chặt tay nhau giùm chị nha. Đó, em ơi. Đúng rồi. Qua vòng 1 á, thì là hai đội, đội chủ nhà và đội khách mời đang bằng điểm nhau. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem ở vòng 2 có điều gì hấp dẫn sau ít phút dành cho quảng cáo. Chào đón quý vị đang quay trở lại với chương trình Ca sĩ Bí ẩn. Ở vòng 2 này thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với màn biểu diễn tứ ca, cũng là trên nền nhạc đã thu sẵn rồi. Đa số là chúng ta sẽ dùng cảm nhận của mình để chọn xem ai không phải là ca sĩ thật sự. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tứ ca. Xinh như hoa trong ánh nắng ban mai, làm bao chàng trai phải ngất ngây theo. Em đang nơi nào mái trên cao, làm cho lòng anh ở bên dưới khát khao. Dẫu biết thất vọng mà vẫn yêu rất mong, từng đêm lẻ loi ôm nỗi nhớ vẫn vơ. Dẫu vong linh xanh người sẽ cho mong manh, mà sao lòng anh vẫn cứ thương, vẫn cứ nuôi đời chờ. Ba cứ lóng ga lóng ngóng nhỉ. Đâu. Trời lạ này luôn kìa là giờ. Có nhiều thứ phải nói rằng em cũng biết bao lâu nay người hỡi anh không nhận ra. Nhiều khi nhớ những thứ bao đời thành không lấy. Đời chờ anh nghe trong những giấc mơ, trao hôn cùng những đóa hồng. Hình ảnh sẽ mãi mãi
gian. Hãy làm cho em yêu hơn đáng yêu. Hai người yêu hãy hoan hoan yêu. Em xinh như hoa trong ánh nắng ban mai, làm bao chàng trai phải ngơ ngất ngóng theo. Em đang nơi nào mái trên cao, làm cho lòng anh ở bên dưới khát khao. Dẫu biết thất vọng mà vẫn yêu giấc mộng, tìm đêm lẻ loi ôm nỗi nhớ vẫn vơ. Dẫu vẫn biết rằng người sẽ chẳng đối hoài, mà sao lòng anh vẫn cứ thương, vẫn cứ vui đợi chờ. Đó là phần trình bày tứ ca của bốn ca sĩ bí ẩn còn lại. Và bây giờ nhiệm vụ của hai đội là sẽ chọn ra ca sĩ bí ẩn nào không phải là ca sĩ thật sự ạ. Mà chưa bao giờ thấy một chương trình nào mà chọn được một lúc mà 6 nhân vật mà không biết ai là ca sĩ luôn ấy. Rất là khó luôn. Nhân vật nào cũng giống Nguyễn Đình Dũng hết trơn á. Dũng ơi Dũng. Sai nó vậy. Đầu tiên em nói về hai cô gái. Hai cô gái này em khẳng định với anh luôn, hai cô gái này có giọng ca cực hay. Đang thao túng tâm lý. Số 6 em khẳng định luôn là hảo huynh đệ của em luôn. Người ta biểu môi kìa. Để coi được bao lâu. Rồi. Đối với hai bạn nam á, em rất thích bạn số 3, cưng lắm. Không biết là bạn biên tập nào mà bắt ép bạn lên đây, mà bạn ấy bạn đứng nhảy rất là nhiệt tình. Và bạn ấy giống như là ở đây là đâu, tôi là ai, nhảy thôi. Nhưng mà có một chi tiết này em nghĩ là hai anh nên biết, đó là nhân vật đầu tiên số 1 chỉ có nhân vật đầu tiên là tóc thiệt thôi. Tóc đó người thường ít giống, ai để lắm vừa anh. Giống ca sĩ đi di tâm. Đúng rồi, ca sĩ nhạc sĩ luôn nè. Tiêu chí của em, người quen loại loại. Dạ, và bây giờ thì đã đến thời khắc quyết định rồi ạ. Nãy giờ thì trong bốn bạn thì thấy có bạn số số ba là hơi bị chạy lòng vòng mà không biết là số ba cứ làm liều khiều cùng lung thì ra đấy, cái là cái bản tính đấy chứ không biết. Nhưng mà nhiều khi cảm tính của mình nó chính xác anh, hãy tin vào đó. Ba chìm bảy nổi, chín linh đính lên đền quyết định không. Rồi hỏi lỗi số 3. Vậy là đội khách đã chọn ca sĩ bí ẩn số 3. Trời ơi, em thích số 3 lắm. Hãy như là đạo diễn. Dạ. Mà Chí Thiện vừa ca sĩ mà cũng là diễn viên. Thì là không phải em thiệt tình. Mặt nói làm sao mà tới hồi nói thiệt người ta không tin luôn. Chọn số 3 cho em. Hồi nãy trời ơi, tí nữa vòng sau sẽ biết em nói thiệt hay không. Dạ. Bây giờ anh vẫn có giữ quyết định đúng không? Anh giữ quyết định là số 3. Số 5, số 6 đều là rapper á nên anh muốn lại ai cũng được. Số 5, số 6 thì Thiện quyết định lại bạn. Quyết định lại bạn số 6.
và đội chủ nhà quyết định loại ca sĩ bí ẩn số 6. Lý Thành. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần lật mặt của ca sĩ bí ẩn số 6. Sao quên đi những tháng năm em đêm hạnh phúc trong tầm tay, tha phương xa trong cố hương, tiếng còi tàu sẽ tan cõi lòng, xót xa khi mảnh đời về đâu đêm tối. Mong manh khói sương vẫn là ngọn gió. Một xa xôi trong giấc mơ, bỗng người chợt đến ta nào hay. Bao xóm xa, tình thời xuân đã trôi quá mau. Hãy quên đi ngày xưa, chợt bừng tỉnh giữa cơn mơ. Xa rời xa quê nhà, xa từ quên đi cay đắng, quên đi giọt nước mắt rơi, xa từ dẫu là chẳng còn chi nữa, xa từ dĩ vãng qua đi mùa xuân nắng ấm tình nồng, xa từ dĩ vãng xa xôi. Lỡ gieo sầu vương mắt ai, xa từ cho ta mong nhớ yêu thương người mãi mãi thôi, xa từ gì vắng sự qua chung ơi. Vẫn là ngọn gió hay vô tình, mơ xa xôi trong giấc mơ, bóng người chợt đến ta nào hay. Đôi khi nghe bao xót xa, tiếc thời xuân đã trôi quá mau. Hãy quên đi ngày xưa, chợt bừng tỉnh giữa cơn mơ. Vắng mây trôi đã xa rời xa quê nhà, xa từ quên đi cay đắng, quên đi giọt nước mắt rơi, xa từ dẫu là chẳng còn chi nữa, xa từ dĩ vãng qua đi mùa xuân nắng ấm tình nồng, vắng xa xôi lỡ gieo sầu vương mắt ai, ra từ cho ta mong nhớ yêu thương người mãi mãi thôi, ra từ gì vỡ sức khỏe trong mắt. Tức quá mà anh nghĩ là em khát nước, em có muốn uống miếng nước không? Em có gì thì cũng đừng giận anh nha, chứ anh thấy hồi nãy em hơi cọc với anh. Ê, đúng rồi anh ơi, anh loại người ta mà anh kêu ta không cọc với anh. Em đợi anh xíu, anh mở rồi mà nó chưa ra đó. Phần biểu diễn rất là máu lửa, và anh thấy là em cũng có những cái hành động mà thể hiện cảm xúc của em với đội chủ nhà. Dạ, chứ mà đã loại em đúng không? Dạ, cảm xúc rất là mạnh luôn á anh. Dạ. Nhất là anh Chí Thiện. Hèn gì, hồi nãy là lúc mà Như kêu là anh loại đi, anh nói đi. Bắt mình tôi nói thôi. Đùa cho Như. Như không dám nói. Đùa cho Như. Trong lòng chị cũng có ý định loại tôi hả Chiến Hữu? Với lại em xin đính chính với chị Như
một cái nha. Hồi nãy chị nói là trong tất cả mọi người có cái anh kia số 1 là tóc thiệt. Em là tóc thiệt cái chị nha. Mực đúng không em? Tóc thiệt. Tóc người ta tóc thiệt. Mà nói tất cả mọi người còn lại ở đây là tóc giả hết. Chỉ có số 1 là tóc thiệt thôi. Chỉ có nhân vật đầu tiên là tóc thiệt thôi. Em sợ lắm, tin em nói với anh, đây là rapper, bạn kia cũng là rapper mà hai đứa rap lại là em banh. Em sợ lắm, nên em để cho anh chí thiện. Thằng ơi, thật ra em bước ra sân khấu, chị đã nhận ra em rồi. Nhưng tôi để coi em làm cái trò trống gì trên sân khấu. Vậy mà cũng để chị nhận ra, em đã cố tình quay cái mông qua chị nhiều rồi. À, em quên rằng nhìn cái mông tôi mới nhận ra em. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa có biết là ca sĩ hay là gì mà. Đúng rồi. Vẫn chưa biết mà. Dạ. Bây giờ em hãy công khai chia sẻ luôn với chương trình là em đến với ca sĩ Bí Ẩn với vai trò là gì? Em tên là Tất Diệu Hằng. Ngày hôm nay em đến với chương trình là ca sĩ Bí Ẩn. Thì em đến đây với vai trò là diễn viên. Mấy bữa trước là em đi ăn đám cưới có anh Châu Gia Kiệt á, bữa đó anh Châu Gia Kiệt mà để ý xíu là nhận ra rồi. Để ý em hả? À, bữa đó em ăn bàn đối diện ảnh mà anh không biết. Nhưng mà em có cái thủ thuật nào để cho người ta nhìn thấy em không? Dạ có, em cứ anh hát em đứng với em nhảy á, anh đâu bận tâm tới em đâu. Mình sẽ đi em gái, tại vì thật sự là trong cái buổi tiệc đông quá, nhiều khi anh cũng không có nhớ nữa. Nhưng mà với phần thể hiện vừa rồi của Hằng nè, và cái phần mà bạn chia sẻ lật mặt á, dạ, vậy thì đội chủ nhà chúng ta đã bảo toàn được số điểm của mình. Chúc mừng đội chủ nhà. Hết hồn. Cảm ơn Tất Diệu Hằng đã đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh chị đoán đúng hơn, đừng chọn sai nữa nhé. Duyên dáng lắm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần lật mặt của ca sĩ Bí Ẩn số 3. Anh cứ bên em là bão vây dông ngoài. Vậy thì tại sao không dừng lại? Khổ vẫn ở cạnh nhau. Tình yêu tôi cháy vỡ. Xin một lần làm trái ý mình. Sao em là anh quyết định? Chỉ tại mình cãi số, yêu nhầm chỗ. Ngoan cố dẫu bao giận. Chẳng phải người xa ở cạnh nhau suốt đời. Lìa xa nhau là thuận theo ý trời. Chỉ nghĩ tới ngày ta cách rời là anh thấy tâm can rồi bời. Mà anh phải làm thôi để trái tim em nghỉ ngơi. Thời gian qua chắc cũng đã mệt rồi. Hay, hay quá. Hay ha. Thời gian qua chắc em cũng đã
trái ý mình. Xa em là anh quyết định, chỉ tại mình cái sao yêu nhầm cho ngoan cố giấu bao giây vò. Chẳng phải sẽ ở cạnh nhau suốt đời, lìa xa nhau là thuận theo ý. Thời gian qua chắc em cũng đã mệt rồi. Thời gian qua chắc em cũng đã mệt rồi. Trời ơi anh ơi, ghét em đâu. Ghét rồi em rồi. Ê tại MC. Đấy vậy em MC gì anh? Hai anh tỉnh táo. Không phải, hồi nãy MC là anh coi chừng cái đội chủ nhà bên kia, bên vừa dạ, đạo diễn vừa diễn viên, anh coi chừng bị lừa đó nha. Dạ. Bây giờ anh đã thấy em thật thà chưa? Đúng rồi, rồi. Cái này anh sorry em. Khoan nha. Em dám nói dối tiền bối. Khoan nha. Người ta vẫn chưa nói rằng người ta đến đây với vai trò là gì. Người ta đến đây với vai trò là nhạc sĩ thì sao? Ờ, hang. Chưa gì hết à. Dạ, em xin thưa với lại quý vị và anh chị là hiện tại thì em có làm thêm một số cái ngành nghề khác, ví dụ như là diễn viên hoặc là voice talent. Nhưng mà hôm nay em đến đây với vai trò là ca sĩ. Thấy chưa? Thế không à? Với một cái số như thế này thì có nguy cơ là ca sĩ duy nhất đã bị loại. Rồi sao? Rồi xong luôn. Thôi nhưng mà vẫn còn những ca sĩ bí ẩn phía sau. Em ơi, dạ. Bức tranh tương lai nó còn tươi sáng lắm đúng không? Hồi nãy anh hát cái bài này mà hay khi quá. Mà anh lên tông anh phá nốt vé một là em nổi da gà luôn là hay quá. Cảm ơn. Hát cái gì mà như có sao effect ở trong này không biết không biết nữa. Có cái bộ lọc. Là rung ha. Có cái bộ lọc đâu đây nè. Một dòng hát đầy kỹ thuật mà cũng rất là tình cảm nữa. Sorry em trai nha, anh lỗi em sai. Em rất là cảm ơn các anh chị, tại vì có những anh chị mà em rất là ái mộ nhưng mà chưa có lần nào được gặp mặt ở ngoài. Nghệ thuật đối với em là đem cảm xúc đến cho mọi người thôi, cho nên là em rất là trân trọng từng cái cơ hội. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Cảm ơn Ôn Vĩnh Quang đã đến với chương trình ngày hôm nay và chúc cho hành trình sắp tới của Ôn Vĩnh Quang sẽ nhiều thành công. Như vậy là tới thời điểm hiện tại, đội khách mời chúng ta đã loại sai ca sĩ thật, là mình đã bị trừ mất 2.000 điểm rồi. Và số điểm còn lại của đội khách mời 8.000 điểm ạ. Không biết là còn cái điều gì mà đội chủ nhà lại lo lắng tìm mọi cách để giữ ca sĩ bí ẩn số 3 đến như vậy. Tất cả sẽ được bật mí sau ít phút dành cho quảng cáo ạ. Chào đón quý vị đang quay trở lại với chương trình Ca sĩ bí ẩn vòng cuối cùng. Thưa quý vị, ở vòng này chúng tôi sẽ công bố số điểm cực khởi điểm. Và đây là cực khởi điểm của đội chủ nhà. Đội chủ nhà đã cực khởi điểm vào ca sĩ bí ẩn số 3. Anh tin em chưa? Nhìn cái biết liền ca sĩ luôn. Dạ. Nhìn cái là biết rồi. Và số điểm đó là 3.000 điểm. Và đội chủ nhà cộng thêm 3.000 điểm nữa. Yeah. Là 13.000 điểm. Tiếp theo là cực khởi điểm của đội khách mời số 2 ạ. Và số 2 không phải là ca sĩ thật sự. Chính vì vậy mà đội khách mời tiếp tục bị trừ đi 2.000 điểm nữa. Tới thời điểm này thì đội khách mời có số điểm là 6.000 điểm.
Tuy nhiên là tất cả mọi thứ có thể ngược dòng thay đổi. Khi chúng ta cùng chào đón ca sĩ bí ẩn số 7, đội khách mời phải làm sao để thắng được mini game sắp tới để có thể chọn hoặc là không chọn ca sĩ bí ẩn số 7, cơ hội sống còn cuối cùng ạ. Và giờ chúng ta sẽ cùng đến với mini game dành cho hai đội. Ở đây có những con gấu bông ha. Và một người sẽ ném qua bên đây cho đồng đội của mình. Mà đồng đội của mình sẽ gùi cái gùi đó lên lưng và quay như thế nào để mà hứng được gấu. Và trong vòng 3 phút, đội nào có được nhiều gấu hơn thì đội đó sẽ là đội chiến thắng. Hai đội chơi đã nắm rõ luật chưa? Nắm rõ luật ạ. Dạ. Dạ xin mời ạ. Xin mời hai đội ạ. Và bây giờ, mini game bắt gấu bắt đầu. Cao lên, cao lên. Rồi, một em. Ê, cái gấu bắt kìa. Tội lắm. Ok, dẫm ở đây thôi, dẫm ở đây thôi. Dữ vậy sao? Cao lên. Anh cường lên kìa, anh cường được lên nha. Thấp quá. Đúng rồi. Dạ, trời, hết gấu rồi. Hết gấu rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem là mỗi đội đem về bao nhiêu con gấu ha. Đây là đội khách mời. Dạ. Cùng đếm nha. 1, 2, 3, 4. 5 con gấu đến từ đội khách mời. 1 2 3 4 5 thắng rồi nha. 6 7 8 9 Như vậy với phần thi mini game vừa rồi, đội chủ nhà rất là nhường nhịn đội khách, thế nên là họ lại tiếp tục thắng nữa rồi ạ. Dạ. Anh nói cái gì vậy? Đội khách mời ngày hôm nay là những bậc đàn anh đúng tiền không? Bối. Rồi em nhường đúng dạ. không? Mà em chơi quá trời xông xáo luôn. Em giờ em đã chiến thắng rồi và em có cơ hội là chọn hay không chọn bây giờ ca sĩ bí ẩn số 7. Ép không cho mình nói luôn. Thôi nghĩ đi. Rồi ép quá rồi. Sao cũng thắng rồi. Anh Bằng Cường với lại anh Châu Gia Kiệt là có tâm phục khẩu phục với phần thắng vừa rồi không ạ? Đấy, nó chịu này. Đây là một cái chương trình mà phải vận động, vừa là phải kết hợp nữa. Bằng Cường và anh Kiệt thì hơi bỡ ngỡ một chút nhưng mà cũng đã rất là cố gắng rồi. Và chương trình mang tên là Vui là Chính. Vui lắm anh ơi. Tại vì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón ra sân khấu ca sĩ bí ẩn số 7. Đội chủ nhà do là thắng mini game nên họ có quyền chọn hay không chọn, nhưng đội của anh không có quyền chọn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón ra sân khấu ca sĩ bí ẩn số 7 với giọng hát thật của mình. Xin mời ca sĩ bí ẩn số 7. Ơ sao ca sĩ số 7 không ai bình thường hết ta? Cao ha. Hồi nãy có một khoảnh khắc bạn ấy đứng chéo chân. Kiểu đó thì có dài MC. À. Trong đó có Khả Như, nên Khả Như hay để ý những người vậy. Khả Như, Lưu Hà Trinh. Nhưng mà người mẫu khi mà bước ra sân khấu và những cái thế đứng của họ, họ cũng vẫn có thể chéo chân nha, chứ không phải là chỉ có MC thôi. À, Thanh Huyền. Thanh Huyền, em nghe giọng em biết. Bạn này giọng trẻ trẻ, trong, quen. Bây giờ mình đã không có một ai rồi, mình giờ vẫn phải đổi thôi đúng không? Nhưng mà mình càng nói bạn này càng rén thì bạn này chắc chắn phải là người em quen rồi. Quen rồi, mình nói tới nhồm rồi, giáo bộ lên rồi. Cái động tác ngôn ngữ cơ thể nào để cho thấy rằng là ca sĩ bí ẩn của chúng tôi rén rồi? Ôi vậy nè, đây nói chuyện. Nói xong hồi một hồi đứng đơ, không có chuyện được nữa. Thấy còn bây giờ là rung rinh sắp xỉu tới nơi rồi. Tôi nghĩ là người quen. Vậy thì đội khách mời chúng ta có phán đoán như thế nào ạ? Nếu mà phán đoán á, một cái giọng mà nếu mà cái kiểu mà có cái hơi Omega trong đây. Dáng này giống On Xe Ngọc Lan lắm. Cái dáng thì là anh không có nói, nhưng mà anh nói cái hơi này là cái hơi của cách hát, cái cách hát ấy.
Ban đầu em cảm thấy là không tin tưởng hai người anh này của mình lắm. Đó đang là như gặp rồi. Cái này mảnh mai lắm. Có khi đâu, hai anh đang muốn lừa mình đấy. Chọn hay không chọn như vậy? Em có biết một số ca sĩ cao cao kiểu Phan Lê Ái Phương. Nếu như mà Phan Lê Ái Phương đứng đó là em nhận ra liền, em sẽ lên lột mặt nạ luôn. Em ai em cũng quen hết trơn vậy. Em quen, không biết em quen nhiều. Lỡ đây em quen cả showbiz. Cái cô này nha, sao em không có niềm tin của là ca sĩ ta? Anh cũng không có niềm tin ca sĩ lắm. Và quyền quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào đội chủ nhà. Mình đâu có bây ai đâu đổi nhà, đúng không? Hãy đưa mình đâu ra ai đâu để đổi. Bây giờ mình đang có 13 điểm. Mà 13 ngàn. Bên đây 13 ngàn, còn điểm bên đây 6 là ngàn. Có 6 ngàn thì em có chơi như thế nào thì em cược thấp hơn cái số thua thôi. Rồi, ok. Thì nếu như em có 13 ngàn mà em có cược 2 ngàn nữa thì em có mất 2 ngàn, mất gấp đôi đi chăng nữa thì mất 4 ngàn. Anh nghĩ em nên cược luôn 13 ngàn luôn với anh luôn đi. Đội này là chuẩn bị cược 6 ngàn rồi đó. Anh cược luôn là chuẩn bị là anh cược 6 ngàn. Anh cược 6 ngàn. Đâu có ai anh. Mình ra về anh, trắng đấy. Anh là 6 ngàn đúng không? Nếu anh thắng luôn thì anh 12 ngàn. À 12 em ngàn. Em không cược, em 13 ngàn em thắng. Đúng không? Dữ vậy. Không có được. Đúng không? Nhưng mà thiệt ra đúng cái cảm giác của mình đó là bạn này không phải ca sĩ nè. Và bạn số 5 không phải ca sĩ nè. Nhưng mà bạn số 1 là mờ mờ nha. Thôi mà thấy số 7 xinh quá nè. Thôi giữ lại. Mình chọn số 7 đi. Chọn số 7. Dạ. Và đội chủ nhà đặt được bao nhiêu điểm vào ca sĩ bí ẩn số 7 ạ? Mình đặt 2 ngàn đi. Một thắng một thua, đúng không anh? Nghĩ là em chơi lớn luôn đi. Dạ thôi anh. Anh mà xúi em như vậy thì rõ ràng nhân vật số 7 không phải ca sĩ rồi. Anh đâu có biết đâu. Anh đâu có biết. Dạ. Như vậy là đội chủ nhà cược vào ca sĩ bí ẩn số 7 là 2.000 điểm. Còn ca sĩ bí ẩn số 1 và ca sĩ bí ẩn số 5, đội khách mời sẽ chọn ca sĩ bí ẩn nào để đặt cược và bao nhiêu điểm ạ? Bạn số 1 thì cũng thấy hát từ đầu đến cuối, nếu mà không phải là ca sĩ hay là một rapper gì đó thì không thể nào mà thuộc lời được. Thì thấy là anh thấy là bạn số 1 thì cũng có rất là nhiều nét nghệ sĩ, ca sĩ. Và bạn số 5 thì bằng cường thấy là có nhiều nét như kiểu diễn viên hài, đang bị phân vân không biết là chọn ai. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đưa ra quyết định, đó là đặt cược vào ca sĩ bí ẩn nào ạ? Một. Số 1 ạ. Ok. Với số điểm là bao nhiêu ạ? Có nghĩa là hai anh em đã bàn rồi. Bàn rồi. Đi tay không và về thì mong là tay trắng. Tay không luôn thì thôi, đặt hết luôn 6.000. 6.000 điểm và vào ca sĩ bí ẩn số 1. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần lật mặt của ca sĩ bí ẩn số 7 ạ. Dài, nhưng ta nên dừng lại. Anh đi một hướng và em cũng chẳng thể nào nhận lại. Nước mắt đã rơi thật nhiều và em cũng đã biết thêm nhiều điều. Sự thật là em đã quá ngốc, tin và yêu rồi thất bại, để rồi ai kia đến sau cho anh từng cảm xúc mãi em lỗi thời. Thôi vậy xem như em đã chấp nhận rồi. Rời xa anh, xem như trong khoảnh khắc này em không nên phải có mặt. Chắc cô ấy cũng đâu biết em đã từng là gì của anh. Gom hết nỗi đau, em cất giấu vào trong nụ cười qua mông. Lý do em chấp nhận chia tay là vì không để anh phải phân vân, không còn ai níu chân. Tình yêu mới là thứ tuyệt vời. Chia tay cũng là vì đoạn cuối thứ ta và bao dung tất cả. Em sẽ ngốc nghếch thêm một lần nữa, lùi về sâu dù em rất đau vì anh. Sao mà lừa được tôi?
đã qua bao nhiêu ngày, nhiều giờ, nhiều phút. Em cũng đã qua quen anh đi đôi chút. Bề ngoài của em mạnh mẽ vậy thôi, nhưng em đang khóc nát đầu môi. Xem như trong khoảnh khắc này em không nên phải có mặt. Chắc cô ấy cũng đâu biết em đã từng là gì của anh. Cầm hết nỗi đau em cất giấu vào trong nụ cười quá màu. Lý do em chấp nhận chia tay là vì không để anh phải phân vân, không còn ai níu chân. Tình yêu mới là thứ tuyệt vời, anh đã đánh đổi nó bằng chính em rồi. Lý do em chấp nhận chia tay cũng là vì đoạn cuối thứ tha và bao dung tất cả. Em sẽ ngốc nghếch thêm một lần nữa, lùi về sau dù em rất đau. Lý do em chấp nhận chia tay là vì không để anh phải phân vân, không còn ai níu chân. Tình yêu mới là thứ tuyệt vời, anh đã đánh đổi nó bằng chính em. You never know, you never know, có chắc tuyệt vời. Vì đâu ai, đâu ai, đâu ai, đâu ai yêu anh bằng em. Cô ấy là Á hậu Hoàng Oanh. Tuy nhiên là Hoàng Oanh có là MC nè, có là diễn viên nè. Anh không biết rằng là Hoàng Oanh thời gian gần đây thì em có đi hát nhiều không? Và em đến với ca sĩ Bí Ẩn với vai trò là gì? Em xin chào tất cả các anh chị khách mời, đội chủ nhà và đặc biệt là các khán giả đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay ạ. Thiệt ra thì hôm nay em cũng gian lắm. Không biết sao chương trình mời em, chắc tại vì chương trình thấy là dạo này em hay hát nhiều. Và em đến ca sĩ Bí Ẩn ngày hôm nay với vai trò là ca sĩ mơ ước. Còn nghề hiện tại của em là MC và diễn viên ạ. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Yeah, đó là Á hậu MC Hoàng Oanh. Rồi khi nãy em cũng thấy rằng là chị Khả Như nè, anh Chí Thiện đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều để chọn ra em. Mà em biết rằng là nếu như chọn em thì đội sẽ mất điểm đó. Nhưng mà cũng không ngờ là chị Như với anh Thiện cũng chịu chơi vui vui là cược cho 2.000 điểm. Thật ra nhận ra em nhưng mà không biết là hổm rằng bé có lén đi hát không anh ha. Lỡ rồi bỏ sót là sao anh? Thôi mình ráng, ai ngờ nó mát thiệt. Hồi nãy anh nói là cái hơi là Umira mà đúng không? Umira. Anh đâu có lừa em đâu, cũng lẽ anh lớn mà đi lừa thì em. Thì bởi vậy. Do bạn cũng nói đó là bạn hay hát ru con nên bạn cũng luyện thanh dữ dội lắm em ha. Đúng rồi, mấy cái bài hát ru con nó khó dữ lắm. Rất là cảm ơn Hoàng Oanh đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ, xin cảm ơn anh Cường rất là nhiều và cảm ơn tất cả quý vị khán giả ạ. Cảm ơn em. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần lật mặt của ca sĩ Bí Ẩn số 5. Chỉ có em mà thôi.
Cảm ơn Vũ đoàn Deep Blue. Và đó là Kim Đào. Không có nghĩ rằng là Kim Đào có thể uống lượng mà đang dẻo vậy luôn, thiệt luôn á. Hay quá Đào ơi. Em làm đại đó anh ơi, em làm đại. Đại mà ăn quá em ơi. Thế hiệu quả vô cùng. Vô nhà không? Vô nhà. Chỉ là được. Nhưng nhất là cái đoạn em tay em trượt ngay chỗ là người chơi á, dạ. Khách mời đó. Trời ơi, anh thấy rất là quyến rũ luôn nha. Được rồi. Dạ. Nhưng ngày hôm nay Kim Đào xuất hiện với vai trò là gì? Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả. Ngày hôm nay em đến đây với vai trò là ca lẻ. Là không phải ca sĩ. Dạ, nghề nghiệp của em là diễn viên ạ. Dạ, ơn ạ. Dạ, bình thường em cũng ca mà, em ca đám. Dạ, đám cưới, đám giỗ, em đãi quá, đám gì vui là em ca thôi. Không có làm ca sĩ. Đến với lại ca sĩ Bí Ẩn thì em cũng là một ca sĩ rất là xuất sắc luôn. Dạ, cảm ơn. Mặc dù người không phải là ca sĩ thật nhưng mà những điều mà em diễn ra trên sân khấu này rõ ràng là rất hút luôn. Dạ. Rất hấp dẫn. Nói chung là em trụ được tới đây là em thấy em giỏi hơn Tức Diệu Hằng và Mai Kim Liên rồi. Em ơi. À, em tới lúc này thì đính chính nha. Nè, để dạ. Chị giải thích cho em đúng. Để cho em bớt ảo mộng. Thôi mà đừng nói được không chị. Không được, không được. Mày nói cho em tỉnh được. Người ta cho em một cái ân huệ. Ủa như hả? Chứ em mới nhận ra rồi. Em mới bước ra là chị nói Kim Đào rồi. Đó bởi chị cơ mà. Mới ra cũng đoán luôn là bạn này là diễn viên hài rồi. Dạ, bên này đó. Anh cũng đoán ra luôn rồi, cho nên anh không chọn. Anh dòng bộ anh đoán em là Kim Đào rồi, anh đã biết em là Kim Đào. Anh cũng biết em Kim Đào hết trơn rồi. Chứ nãy giờ em tưởng em là ai? Ờ, em tưởng là ai? Em vẫn là Kim Đào nhưng mà em dẫn tới vòng này thôi. Một lần nữa chúc mừng Kim Đào. Cảm ơn em đã đến với ca sĩ Bí Ẩn hôm nay. Tưởng hay lắm, tưởng đùa được ta hay lắm. Dạ, như vậy là với phần thể hiện vừa rồi của ca sĩ Bí Ẩn số 5. Dạ, và ca sĩ Bí Ẩn số 7 là MC Hoàng Oanh. Đội chủ nhà chúng ta đã bị trừ 2.000 điểm là còn 11.000 điểm. Ca sĩ Bí Ẩn số 1 liệu có phải là ca sĩ thực sự không ạ? Nếu mà là ca sĩ thật sự thì đội bên kia sẽ chiến thắng luôn. Chiến thắng với 12.000 điểm. Tất cả sẽ được bật mí với phần lật mặt của ca sĩ Bí Ẩn số 1. Chỉ còn nhìn cả thế giới bằng một nơi anh. Từ khi
em đến bên mọi chuyện đổi thay ấm em. Vì em, vì em, vì em, em, vì em. Không che anh tay trắng khi bước vào đời, chịu đựng bao nhiêu sương nắng mưa tới. Em cũng không mong anh trái vây. Anh thấy lòng thật bình yên khi trời mang em đến. Hạnh phúc trong tay rồi, bước thôi em ơi. Một chuyện cứ để đó, có anh lo sang nhà và ra sự lật mặt của em á, đội khách mời rất vui mừng, nhưng mà em vẫn chưa biết rằng là bạn đến với vai trò gì nha. Bởi vì DC Tâm cũng là ca sĩ, cũng là nhạc sĩ, và cũng xin chia sẻ thêm là bạn là một trong những người đóng góp vào phần âm nhạc của ca sĩ Bí Ẩn mùa 6 này. Đầu tiên em xin chào hai anh chị đội chơi. Là DC Tâm, hiện em đang là nhạc sĩ, ca sĩ, phải không? Sao anh biết? Đó mong ước thôi, mong ước. Dạ anh Thiện biết không? Chị biết được, chị đang đợi em nè. Dạ. Phải nói. Hồi nãy Khải Như nói với anh là ca sĩ đúng không? Thì đó sao buồn quá vậy? Em đi mấy chương trình em thấy có hát đồ. Nhưng mà em biết là sáng tác nữa. Bữa nay là em có gặp lại một người anh rất là thân thiết với em là ca sĩ Bằng Cường. Thôi anh Cường đoán thử đi. Bằng Cường và DC Tâm thì hai anh em đã cùng chơi và làm việc cũng đã phải chục năm rồi. Cho nên là khi mà trong vòng 6 ca sĩ khách mời hôm nay ấy, thì Bằng Cường không có để ý ai cả. Bởi vì là ngay cả Mai Kim Liên là cái người cũng đã làm việc rồi nhưng mà Bằng Cường cũng không nhận ra. Nhưng mà riêng Tâm là cái người đầu tiên mà vừa bước ra cái là nhìn thấy tóc này là của DC Tâm. Thứ nhất là cái kiểu tóc đặc trưng, cái thứ hai là cái cách hát. Đúng là đứa em mà mình hay chơi nhưng mà chỉ đoán đúng một người này. Còn lại những người kia cũng là người mà mình quen biết nhưng mà nhận không ra. Càng chơi càng hiểu dần và càng thấy là cái sự lật nó nhanh quá mà mình không biết. Nhưng mà mình vẫn chắc chọn đúng Tâm là một người. Mình không biết là vai trò ca sĩ hay nhạc sĩ, nhưng mà mình đoán là hôm nay là ca sĩ. Bởi vì là nhạc sĩ là mình đã quá biết rồi. Có đúng hay không? Đi xin Tâm. Cược vào DC Tâm và bạn ấy là ca sĩ. Như anh vậy là anh dám đặt cược 6.000 luôn, em thấy không? Là 12.000 điểm. Đội chiến thắng là đội khách mời. Đúng lật kèo hay. Lật hay. Đúng, phải như vậy. Và xin chúc mừng đội chiến thắng ngày hôm nay, đó là đội khách mời ca sĩ Bằng Cường và ca sĩ Châu Gia Kiệt. Thưa quý vị, và đến đây thì chương trình Ca Sĩ Bí Ẩn do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện được phát sóng định kỳ vào lúc 20:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.